À, dạ vâng, Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. À, mọi nhu cầu mua sắm các thiết bị âm thanh bãi, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em Đạt Trần qua số điện thoại 098 358 6968. Shop em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. À, video hôm nay lên sóng một cặp loa siêu phẩm, cặp loa Anh Quốc đẳng cấp. Cặp loa đã vắng bóng shop Đạt Trần khá là lâu rồi và cặp loa cũng rất là hiếm ở trên thị trường, thưa các bác. À, cặp loa BBK DM640, một phiên bản đời cao hết số của dòng DM. À, nó có các cái phiên bản BBK DM600, 610, 620, 630, 640 thì đây là cái phiên bản đời cao nhất và cũng là đời hết số, một model rất là thành công của hãng. Cặp loa này được ra đời vào những năm đầu tiên của thập niên 90, hãng sản xuất từ năm 90 đến năm 95, với cái kích thước tổng thể khá là cao lớn. Cặp loa này thì có chiều cao, em nó có chiều cao là 90, chiều cao là 97 cm và chiều rộng là 24, chiều sâu là 41 cm. Với cái cấu hình khá là khủng, cặp loa sở hữu cấu hình mỗi thùng gồm hai loa mid-bass đường kính 20, màng giấy gân cao su, hãng sử dụng gân cao su zin. Một loa trung đom rất là lớn. Trung đom thì sử dụng cái màng loa là màng Kevlar, một trong những cái vật liệu rất là quý. Vật liệu ngày xưa thì ứng dụng vào trong cái thời chiến thì để sản xuất áo chống đạn, một vật liệu rất là nhẹ và có độ bền cao. Những cái ngày sau này thì hãng đã phát triển ra để sản xuất ra màng loa các bác nhé. Tiếp đến là một cái loa chép đom màng nhôm cho cái âm sắc rất là hay. Cặp loa 640 hôm nay shop về trong cái tình trạng rất là đẹp và cái phiên bản là cái phiên bản vỏ gỗ chứ không phải là vỏ đen các bác nhé, vỏ vân gỗ rất là đẹp. Bây giờ thì em mời các bác chúng ta sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát được chi tiết cái cặp loa này. Đây em mời các bác chúng ta cùng xem em này thì với một cái thiết kế vỏ vân gỗ màu nâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Thùng vách góc cạnh thì còn đều đẹp, xuất sắc và zin nguyên bản. Các bác có thể thấy là cái phần vân gỗ rất đẹp ạ. Vân gỗ của hãng thì làm cái màu nâu. Thùng vách góc cạnh là nét căng, không chảy xước cũng như là không sứt mẻ. Tuyến loa em mời các bác xem. Loa chép căng mọng này. Là biết là vân cao su zin mà Kevlar. Màng này được dệt bằng các sợi đan vào nhau. Còn đây là hai loa mid-bass của cái đường kính 20. Rất là đẹp. Mặt loa thì bằng nhựa và có các cái họa tiết này tác dụng hiệu ứng âm thanh rất là tốt. Hình thức rất là đẹp. Đây, cái phần vân gỗ của nó mộc mạc, zin nguyên bản. Phía đằng sau đây có một cái lỗ thông hơi, chúng ta có thể là đấy, có một cái lỗ thông hơi như thế này. Phần cọc loa đây, cọc loa mạ vàng đánh cầu bi quay. Đây, em mời các bác chúng ta sẽ quan sát tiếp cái phần thùng loa bên này, hình thức thì rất là đẹp luôn. Các bác nào thêm cần thêm hình ảnh cụ thể thì em đã chụp và đăng lên Zalo, các bác vào đấy xem. Muốn hỏi gì thêm thì các bác có thể inbox cho em. Cấu hình tuyến loa rất đẹp. Ơi em gái bên thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau. Đẹp và căng mọng. Cặp này thì lâu lắm rồi mới về được một cặp. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em để sở hữu được cái cặp loa cực kỳ là chất lượng như này. Mà không nói nên câu nhớ nhau vì đâu. Biết nói gì. Đây, cái căng còn rất là đẹp ạ.
còn cả tem BBK. Bên trong thì khung nhựa còn zin nguyên. Ngày xanh ơi, ngày xanh trên trong tim, biết đâu mà tìm. Người ơi nhắc đến chi kỷ niệm xưa, khiến lòng tôi buồn buồn. Chất âm của dòng loa Anh Quốc thì đã quá là nổi tiếng. Nhất là những cái dòng loa BBK, những cái dòng loa cao cấp này, các loa sở hữu tới hai loa bát đường kính 20cm cho một âm trầm xuống rất là tốt, tiếng sâu mềm khỏe khoắn, phần trung âm rất tốt và giải chép len keng chi tiết và bông tơi. Cặp loa này thì phục vụ các bác chơi đa thể loại nhạc, dễ dàng phối ghép với hầu hết các dòng lên. Và tình trạng em nó thì về còn rất là đẹp. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Hà ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi, mà lòng tưởng như mình vừa xa cách ngày hôm. Bên người tình yêu nhỏ bé, hờ ơi, ta xa nhau xa tuổi học trường. Hỏi người tình ơi, giờ còn thương nhớ người hôm xưa. Đã hơn những chiều hẹn hò, anh đón anh đưa bên nhau quấn quýt từ xưa. Mùa hạ về vắng em chắc anh sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối dài. Ta yêu nhau cũng trong mùa phương đó, mà giờ đây ta xa rồi chợt lòng. Lòng nặng niềm thương về người. Vâng, chuyển qua những cái ca khúc nhạc rumba, mời các bác chúng ta sẽ nghe thêm những cái ca khúc nhạc rumba. Tình ta chưa
clip này thì em sẽ mời các bác chúng ta nghe những ca khúc và acoustic nhẹ nhàng thể hiện trên cặp kép 640, một dòng loa rất là hay, cực kỳ là nổi tiếng, một dòng sản phẩm hiếm có trên thị trường phiên bản mẫu gỗ. Các bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em. Các bác đang xem kênh nhớ like, share cho anh em cùng xem và đừng quên ấn đăng ký kênh Đạt Trần để theo dõi và cập nhật những video mới nhất. Em đang đón dâu rộn tiếng cười vui, tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu. Đến kiếp sau riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây, tôi nước trôi hoài thôi. Muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im, nỗi buồn soi đá. Quan tâm theo dõi video clip bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.